Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Uncheck Share. Như đã nói ở cuối video của phần 1, nếu như nhiều view, mình chắc chắn sẽ làm phần 2. Và hôm nay chúng ta đã có phần 2, mặc dù ở phần 1 thì có flop cấm đầu đúng không nào? Nhưng không sao, điều đó chỉ là phụ. Cái quan trọng là mình vẫn muốn mang lại những thông tin hữu ích đến các bạn. Trong phần trước của bài viết, chúng ta đã gặp gỡ qua các thành viên có kích thước nhỏ và trung bình của họ khủng long Carcharodontosauridae. Sau đây là danh sách những gã khổng lồ đã làm nên tên tuổi và vị thế thống trị của các Carcharodontosaurid. Acrocanthosaurus. Trước thời đại của T-Rex và các khủng long bạo chúa, vùng đất ngày nay là Bắc Mỹ vào đầu kỷ Creta là lãnh địa của một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến, đó là Acrocanthosaurus. Các hóa thạch của nó được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, bao gồm các tiểu bang Oklahoma ở hệ tầng Adler, Texas ở hệ tầng Twin Mountain và Wyoming hệ tầng Cloverly. Tên loài Atocensis được đặt theo nơi tìm được bộ hóa thạch đầu tiên là hạt Atoka ở bang Oklahoma. Tuy nhiên, mẫu vật hoàn chỉnh nhất và lớn nhất được phát hiện ngay sau đó rất nhiều năm cũng tại Oklahoma, gồm một hộp sọ hoàn chỉnh cùng nhiều phần cơ thể. Bộ hóa thạch NCSM-14345 được gọi là Frank, được Bảo tàng Khoa học Tự nhiên North Carolina trả đến 3 triệu đô và hiện vẫn được trưng bày tại đó. Dựa theo mẫu vật của Frank, chúng ta có thể ước tính được chiều dài tối đa của một con Acrocanthosaurus trưởng thành lên đến 11,5m và nặng xấp xỉ từ 5,7 đến 6,2 tấn. Đây là một trong những chi theropod được nghiên cứu đồng thời cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Cho đến nay, vẫn chưa thể chắc chắn về vị trí của chi này trong cây phả hệ khủng long. Vẫn có một số tác giả xếp chúng vào họ Allosauridae, trong khi phần lớn đều cho rằng Acrocanthosaurus là một Carcharodontosaurid. Nguyên nhân của các tranh cãi này đến từ việc Acrocanthosaurus sở hữu một đặc điểm hình thái vừa giống với Allosaurus nhưng cũng không quá khác biệt với các hậu duệ của chúng là họ khủng long Carcharodontosauridae. Giống với các Allosauroid khác, Acrocanthosaurus đi bằng hai chân, sở hữu một cái đuôi dài và nặng để cân bằng trọng lượng của đầu và thân. Nó có cấu trúc hộp sọ tương tự như các Allosauroid khác nhưng không có màu xương lệ như ở Allosaurus. Ngoài ra, phần xương lệ và xương sau ổ mắt liên kết lại tạo thành một cung mày khá dày nằm trên hốc mắt, một đặc điểm thường thấy ở các Carcharodontosaurid và Abelisaurid. Hai chi trước mặc dù ngắn nhưng rất khỏe, khỏe hơn Allosaurus và cũng có 3 vuốt mỗi bên. Ngoài ra, chiều dài xương đùi ngắn hơn xương chày và các xương bàn chân cũng cho thấy đây không phải là một kẻ săn mồi tốc độ. Điểm đặc trưng nhất của Acrocanthosaurus chính là hàng gai sống cao trải dài từ cổ cho đến đuôi. Cũng do đặc điểm này mà có lúc nó đã được cho là một Spinosaurid. Chức năng của hàng gai sống này đến nay vẫn chưa rõ, có thể tạo thành một cái bướu dự trữ năng lượng giống lạc đà hoặc để điều hòa nhiệt độ. Tất cả các mặt bên đốt sống cổ và lưng của chúng đều có những hốc rỗng chứa khí để làm giảm trọng lượng, trong khi phần đuôi cũng có cấu trúc tương tự nhưng nhỏ hơn. Đây là đặc điểm giống với các Carcharodontosaurid hơn là Allosaurus. Acrocanthosaurus sở hữu một bộ hàm với gờ răng cưa trên mỗi răng cũng đáng sợ không thua những họ hàng của chúng thuộc họ hàng Carcharodontosauridae. Tuy nhiên, mỗi chiếc răng của Acrocanthosaurus rộng hơn các Carcharodontosaurus và không có kết cấu gợn sóng đặc trưng của các khủng long Carcharodontosaurid. Do đó, chỉ khủng long này được xem là một tổ tiên có hình thái sơ khai hơn của các Carcharodontosaurus và Giganotosaurus. Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus là loài khủng long răng cá mập đầu tiên được đặt tên và cũng là chi đại diện cho họ Carcharodontosauridae. Những kẻ ăn thịt khổng lồ này sống ở vùng đất mà ngày nay được gọi là khu vực Bắc Phi. Cho đến nay đã có hai loài Carcharodontosaurus được mô tả. Loài đầu tiên, Carcharodontosaurus saharicus, đã được phát hiện từ rất sớm vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, không may là hóa thạch của chúng đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đến năm 2007, một loài Carcharodontosaurus thứ hai là Carcharodontosaurus equidensis được các nhà khảo cổ nổi tiếng Paul Sereno và Stephen Broussard mô tả. Carcharodontosaurus là một trong những theropod lớn nhất từng tồn tại. Chỉ tính riêng trong họ của nó thì kích thước của chúng chỉ thua kém những người họ hàng ở Nam Mỹ, đó là Giganotosaurus. Một cá thể Carcharodontosaurus trưởng thành có thể dài từ 12 đến 13 mét và nặng từ 6 đến 15 tấn.
chỉ tính riêng hộp sọ đã có chiều dài 1,6m với bộ răng cực kỳ sắc bén. Theo tính toán, bộ hàm của các Carnotaurus có thể nhấc bổng một con mồi nặng đến 424 kg. Tính trung bình, mỗi cá thể của nó cần tiêu thụ đến 60 cân thịt mỗi ngày và chúng phải di chuyển trong một khu vực rộng lớn khoảng 500 km2 để tìm thức ăn. Để có đủ năng lượng đáp ứng nhu cầu khổng lồ đó, cơ thể của các Carnotaurus và các Carnotaurus có cấu trúc rất đặc biệt, bao gồm các túi khí nằm rải rác trong các xương. Tương tự các loài chim hiện đại, những túi khí này có vai trò rất quan trọng trong việc hô hấp, giúp cung cấp oxy hiệu quả cho các hoạt động của kẻ ăn thịt khổng lồ này. Khu vực sinh sống của các Carnotaurus trong quá khứ từng là một vùng đất đầy rẫy những kẻ săn mồi đáng sợ. Trong đó, đối thủ to lớn và cũng là nguy hiểm nhất của chúng chính là loài theropod khổng lồ Spinosaurus. Mình cũng đã có một video riêng về các Carnotaurus, mời các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc ấn vào link mình để ở phần mô tả video dưới đây. Tyrannotitan. Tyrannotitan tributensis được các nhà khảo cổ Fernando Novas, Sivina de Valais, Port Vicarage và Tom Rich mô tả và đặt tên năm 2005 sau khi các hóa thạch của chúng được tìm thấy ở một nông trại nằm ở phía đông bắc thị trấn Paso de Indios thuộc tỉnh Trubus, Argentina. Đây là một khu vực thuộc hệ tầng Cerro Bassino cách đây từ 112,2 đến 121 triệu năm. Dựa vào các bằng chứng hóa thạch, các nhà khảo cổ ước tính loài khủng long ăn thịt này có thể dài từ 11,4 đến 12,2 mét và nặng từ 4,9 đến 7 tấn. Mặc dù có một cái tên gợi nhớ đến các Tyrannosaurus và có tỷ lệ chi trước khá nhỏ so với các Carnotaurus khác, nhưng Tyrannotitan không phải là một khủng long bạo chúa, do lúc này lục địa Nam Mỹ vẫn nằm tách biệt so với Bắc Mỹ. Một điểm khác biệt khá quan trọng giữa Tyrannotitan và các Carnotaurus đó là loài khủng long này không có các túi khí làm giảm trọng lượng ở các đốt sống hông và đuôi. Một điểm thú vị khác nữa là các đốt sống đuôi của nó có phần gai sống cao gấp đôi thân sống, trong khi cổ và lưng lại không có đặc điểm này. Có lẽ các đốt sống đuôi cần có cấu tạo như vậy để làm chỗ bám cho một hệ thống cơ đủ mạnh để nâng đuôi cao khỏi mặt đất trong trường hợp không có các túi khí làm nhẹ bộ xương. Bộ răng của Tyrannotitan giống với các Allosaurus nhiều hơn và cũng không phát triển như các Carnotaurus sau này, như các Carnotaurus khi thiếu độ cong giúp chúng cắt xuyên qua da thịt con mồi. Nếu xem các Carnotaurus là hậu duệ của các Allosaurus thì bộ răng của Tyrannotitan mang hình thái chuyển tiếp giữa hai nhóm khủng long này. Ngoài ra, nó còn có một loại răng đặc biệt bên cạnh các răng thông thường. Trên mỗi chiếc loại này có một rãnh chia răng làm hai để làm tăng diện tích tiếp xúc giúp cắt xuyên qua da thịt con mồi một cách hiệu quả hơn. Đặc điểm này không được di truyền qua các thế hệ sau khi các Carnotaurus đời sau đều có các răng cong và dẹp hơn với gờ răng cưa. Mapusaurus. Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2001, các nhà khảo cổ thuộc một dự án nghiên cứu về khủng long phối hợp giữa Argentina và Canada đã khai quật được một bãi hóa thạch có nguồn gốc từ hệ tầng Wincuy thuộc giai đoạn Cenoman ở Canadón del Gato. Những gì bên trong đã gây kinh ngạc tột độ, có ít nhất 7 bộ hóa thạch thuộc các độ tuổi khác nhau của cùng một loài khủng long theropod rất giống với loài Giganotosaurus vừa được phát hiện trước đó không lâu. Loài khủng long này sau đó được các nhà khảo cổ Rodolfo Coria và Phil Curry mô tả vào năm 2006, đặt tên là Mapusaurus, nghĩa là thằn lằn trái đất. Dựa theo từ Mapu trong tiếng thổ dân Mapuche là thuộc về đất và Saurus là thằn lằn. Tên loài Rosie vừa gợi nhớ đến những tảng đá màu hồng nơi tìm được các hóa thạch vừa để tri ân bà Rosie Ledwin, người đã tài trợ cho đoàn khảo sát tìm được các hóa thạch của loài này. Mapusaurus có hình dáng rất giống với người họ hàng gần gũi Giganotosaurus và cũng có kích thước khổng lồ tương tự. Cá thể dài nhất được ước tính có thể lên đến 12,6 mét. Nó chỉ có một ít khác biệt so với Giganotosaurus khi có hàm trên ngắn chỉ có 12 răng so với 14 răng của Giganotosaurus và nó cao hơn cũng như thiếu một lỗ mở ở giữa xương vuông và một ít khác biệt khác trong hốc mũi. Dựa vào số lượng của các hóa thạch được phát hiện cùng với nhau, có thể cho rằng Mapusaurus cũng như Giganotosaurus là loài săn mồi theo bầy. Đây là cách chúng có thể hạ gục các con mồi khổng lồ như khủng long cổ dài Argentinosaurus. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về Mapusaurus, các bạn có thể tìm lại ở trên kênh hoặc ấn vào link ở phía mô tả bên dưới nhé. Sauroniops.
Bắc Phi là một trong những khu vực có mật độ tập trung hóa thạch rất cao trên thế giới. Một số lượng lớn các hóa thạch tại khu vực Tafilat và Kem Kem thuộc Đông Nam Maroc được thu thập bởi các cư dân địa phương và các lái buôn hóa thạch đã có mặt ở khắp các bộ sưu tập trên toàn thế giới. Soroniops được phát hiện khá tình cờ khi một người mua được một mảnh hóa thạch từ một lái buôn tại Maroc, sau đó tặng lại cho bảo tàng cổ sinh vật học Montevarchi ở Italy. Do được lưu hành trên thị trường chợ đen nên rất khó xác định được nguồn gốc của mẫu hóa thạch này. Tuy nhiên, dựa trên các thông tin thu được qua phân tích địa tầng tại những khu vực có khủng long thuộc Tafiat và Kem Kem, có thể xác định rằng mẫu vật này bắt nguồn từ hệ tầng Ifezuan và hệ tầng Alphos, gọi chung là tập Kem Kem, có niên đại thuộc giai đoạn Cenoman của kỷ Creta. Mẫu hóa thạch ký hiệu MPM2594 này chỉ bao gồm duy nhất một mảnh xương trán bên trái, ngay trên vị trí của hốc mắt, sau đó được xác định thuộc về một thành viên của họ Carcharodontosauridae chưa từng được biết đến trước đó. Nên loài khủng long mới này được gọi tên là Sauroniops, nghĩa là con mắt của Sauron, một thực thể tà ác là phản diện chính trong bộ tiểu thuyết Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn, được viết bởi John Ronan Reuel Tolkien. Mảnh xương trán này dày 73mm tạo nên đặc trưng của loài Carcharodontosaurus này, vì vậy tên loài này được đặt là Pachytolus. Các nhà khoa học nhận định đặc điểm này cho thấy có khả năng loài theropod khổng lồ này thường húc đầu vào nhau trong những cuộc giao tranh nội bộ và đặc điểm này khá tương đồng với các Abelisaurus. Tuy nhiên, Sauroniops là loài có quan hệ gần gũi với Eocacaria, do đó đây chỉ là một đặc điểm tiến hóa hội tụ đối với các Abelisaurus. Giganotosaurus. Loài khủng long ăn thịt được tìm thấy năm 1993 bởi một thợ săn hóa thạch nghiệp dư có tên là Ruben Dario Carolini ở miền nam Argentina. Con quái vật khổng lồ này được đặt tên là Giganotosaurus Carolini, nghĩa là thằn lằn phương nam, bởi các nhà khảo cổ Rodolfo Coria và Leonardo Salgado năm 1995. Bộ xương của nó có mức độ hoàn thiện đến khoảng 70%, chỉ thiếu các chi trước cùng một số chi tiết nhỏ khác, do đó có thể dễ dàng xác định được kích thước của nó thay vì phỏng đoán như một số loài khủng long khác. Dựa trên các bằng chứng hóa thạch, có thể thấy cá thể Giganotosaurus lớn nhất có thể dài tới 14,2m và nặng từ 7 đến 15 tấn, chỉ tính riêng hộp sọ đã dài đến 1,95m. Giống như các họ hàng Carcharodontosaurus, hộp sọ của Giganotosaurus có cấu trúc dài và hẹp, với vòm sọ cong cùng nhiều hố sọ giúp làm giảm trọng lượng. Phần sau của hộp sọ nghiêng về phía trước nên các khớp hàm treo đằng sau và dưới chỗ đính của hộp sọ vào đốt sống cổ. Giganotosaurus cũng sở hữu một bộ răng đặc trưng của các Carcharodontosaurus, có cấu tạo giống các lưỡi dao có răng cưa giúp cắt quà ra thịt con mồi một cách dễ dàng. Do hộp sọ có trọng lượng nhẹ nên nó có lực cắn chỉ bằng khoảng 1/3 của T-Rex. Ngoài ra, trong khi cơ hàm của các khủng long bạo chúa thường phân bố dọc theo toàn bộ chiều dài xương hàm để gia tăng lực cắn, thì cơ hàm của Giganotosaurus nói riêng và các Carcharodontosaurus nói chung thường tập trung nhiều ở phần sau xương hàm để tăng tốc độ cắn lên nhiều lần. Các Carcharodontosaurus có thể đều sử dụng chung một chiến thuật giết mồi, dùng chi trước khỏe để giữ hoặc vật ngã con mồi trước khi dùng bộ răng của mình để kết liễu. Những kẻ ăn thịt khổng lồ này giết mồi bằng cách dùng bộ răng sắc bén để gây ra vết thương chí mạng, rồi sau đó thay vì nghiền nát như các loài Tyrannosaurus. Có khả năng các Giganotosaurus cũng có tập tính săn mồi theo bầy đàn, giống với người họ hàng Mapusaurus, và con mồi ưa thích của chúng là Limasaurus và Endosaurus. Các sauropod có hóa thạch được tìm thấy gần đó. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn những gã khổng lồ làm nên tên tuổi và vị thế thống trị của các Carcharodontosaurus. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.